Quý vị thân mến, trên đời này thì chẳng có ai có lẽ là không mong muốn số mệnh của mình tốt đẹp, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, cuộc sống luôn hạnh phúc ấm êm, chẳng có nhiều điều phải lo tiền. Số mệnh con người ấy tốt hay xấu thì phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó việc chúng ta sinh thuộc con giáp nào cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Vậy, trong số lục thập hoa giáp, những mệnh chủ nào trời định làm người tốt số? Số trời sinh mang mệnh phú quý trong năm 2021 Tân Sửu này. Chỉ cần sống chân thành sẽ được phúc đáp xứng đáng, cuộc sống thập toàn thập mỹ vô cùng. Cuộc đời con người thì rất sợ cảnh nợ nần túng thiếu, tuy nhiên thì mỗi người mỗi cuộc hoàn cảnh và buộc họ phải đối mặt với cuộc sống mà mình không mong muốn. Trời sinh ai cũng có vận mệnh riêng, những khó khăn trong cuộc đời chỉ là thử thách mà ai cũng phải vượt qua. Tử vi số mệnh năm 2021 năm nay, trong số lục thập hoa giáp sẽ có mệnh chủ là có số hưởng mặc dù có bôn ba vất vả và thậm chí nợ nần túng thiếu vào đầu năm, nhưng chắc chắn mọi việc sẽ trở nên suôn sẻ và ổn định hơn về những tháng cuối năm. Đặc biệt là từ khoảng thời gian này trở đi sẽ có nhiều quý nhân phù trợ, vì vậy mà tương lai phía trước sẽ vô cùng rộng mở. Với nhà cao cửa rộng, sống trọn vẹn đến cuối đời, hãy xem đó là tuổi nào nhé. Vận may nghề nghiệp của những tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 sẽ nhận được hiệu ứng mạnh mẽ từ các mối quan hệ xã hội. Bạn sẽ gặp một số người tiền nhiệm có thể ủng hộ trong công việc. Hãy tận tâm và thực tế, và sau đó có thể có được doanh thu mà bạn xứng đáng. Bạn đời của bạn sẽ đóng vai trò không thể thiếu trong sự nghiệp. So với năm ngoái thì tình trạng thể chất sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều vì tránh xa việc sử dụng điện thoại di động và hút thuốc, uống rượu quá mức. Năm 2021, tuổi Kỷ Dậu 1969 và Thái Tuế Đồng Vượng thuộc bộ tam hợp tị Dậu Sửu Hóa Kim tăng cường thêm sức mạnh cho ngũ hành kim. Thế nhưng do ảnh hưởng của thương quan và nhiều hung tinh khác nên vận thế bản mệnh năm nay bình thường vướng phải nhiều chuyện cạnh tranh mâu thuẫn. Tuổi này dễ phải tiêu chí, phải nhiều khoản hoặc gặp trục trặc trong mối quan hệ với anh em họ hàng, dễ gặp tổn thất nếu không biết giữ mình, đồng thời sức khỏe cũng dễ bị tổn hại. Năm 2021 là năm Tân Sửu, thiên can Tân Kim lộ xuất thương quan, thái tuế Sửu Thổ lộ xuất tỷ kiên. Trong năm nay thì tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 gặp phải nhiều chuyện cạnh tranh, thường phải đối mặt với kẻ tiểu nhân, dễ bị anh em bạn bè thân thiết hãm hại hoặc đem tới những ảnh hưởng không tốt. Để mọi việc được viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Không chiếm được ưu thế gì trong sự nghiệp, khó chạm tới được cơ hội thăng tiến. Nếu có cơ hội trước mắt thì cũng dễ bị kẻ khác giành giật. Dễ chi tiêu tốn kém, mâu thuẫn thường xuyên xảy ra, các mối quan hệ xã giao không thuận lợi. Mặt khác, tỷ kiên cũng mang lại những tác động không tốt trên hai phương diện hôn nhân và tài lộc cho tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Tỷ kiên đại diện cho những hoạt động rượu chè phong lưu kiện tụng, vì thế mà bản mệnh nên khiêm tốn, biết mình biết ta, không nên hiếu thắng mâu thuẫn với mọi người. Làm việc gì thì cũng cần phải suy nghĩ kỹ càng, không nên làm việc chỉ theo hứng thú nhất thời hoặc làm việc chỉ để thỏa mãn sở thích cá nhân. Ngoài ra thì bản mệnh nên biết giữ mình, giữ khoảng cách hợp lý với những người khác giới, không nên để chuyện tình cảm gây ảnh hưởng đến công việc. Những người độc thân có thể đạt được bước đột phá trong chuyện tình cảm, thậm chí có những cặp đôi còn đi đến quyết định kết hôn. Tuy nhiên thì trước khi đưa ra những quyết định trọng đại của đời người, bạn cần phải suy nghĩ kỹ càng, tránh những rắc rối có thể nảy sinh sau này. Những người đã lập gia đình hoặc đã có đôi có cặp dễ phạm phải đào hoa, nếu không có cách giải quyết hợp lý sẽ gây ảnh hưởng đến hôn nhân. Trong năm 2021 Tân Sửu, tuổi Kỷ Dậu cần phải biết giữ mình, lắng nghe ý kiến của người khác, không nên khăng khăng làm theo ý mình, phải suy nghĩ chín chắn kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Đừng để mình bị lôi kéo, không nên đi đến những nơi đông người hỗn tạp hoặc những nơi ẩm thấp nguy hiểm. Trong sự nghiệp thì bản mệnh không nên hợp tác làm ăn với anh em bạn bè, không nên ham cái lợi trước mắt mà đầu tư nguy hiểm. Đặc biệt, nếu làm trong những ngành kinh doanh thủy lợi, thủy sản, chỉ nên giữ mối quan hệ với người đáng tin tưởng, tránh xa những kẻ tiếp cận với ý đồ lợi dụng hãm hại mình. Để bổ trợ cho thân mệnh của gia chủ, kết tài nạp phúc, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp, mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh bát bảo tâm kinh. Dự đoán tử vi của tuổi Kỷ Dậu,
sinh năm 1969 vào năm Tân Sửu 2021. Năm 2021 theo âm lịch là năm Tân Sửu, ngũ hành thổ, bích thượng thổ được hiểu là đất trên tường thành, có tác dụng che chắn mưa nắng, trộm cướp để con người có một cuộc sống bình yên và an toàn. Sửu là con giáp đứng thứ 2 trong bộ 12 con giáp, được tính từ ngày 12 tháng 2 năm 2021 cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 theo dương lịch. Năm Tân Sửu có nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, thổ khí đồng niên nên năm nay mệnh chủ cần chú ý nhiều đến các bệnh liên quan tới hệ tiêu hóa, nhất là các bệnh về dạ dày, dễ có tranh chấp khẩu thiệt thị phi với người khác, cần đề phòng tiểu nhân làm liên lụy ảnh hưởng tới mình, cẩn thận mất tiền, lo cho công việc và không được như ý. Yếu tố may mắn chỉ là một phần, căn bản con giáp này dựa vào chính sức mình, nỗ lực hết sức thì tất giành được thành quả không tồi. Tuy nhiên, nên chú ý lượng sức mình, đừng theo đuổi những thứ quá xa xôi, chọn cho mình mục tiêu vừa sức, thấy đủ là đủ, đừng nên tự ép bản thân. Khoảng cuối năm thì vận trình dần xuống dốc, nếu có dự định đầu tư cần phải cực kỳ thận trọng, nên hạn chế đầu tư với quy mô lớn, khả năng mất tiền hao của rất cao. Đã xác định đổ tiền đầu tư thì việc gì cũng phải tự mình làm, tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định. Đừng thấy bước đầu suôn sẻ mà đắc ý, quên mất phải kiêm nhường. Về phương diện tình cảm thì năm Tân Sửu là lúc mà đôi bên cần dành cho nhau khoảng trời riêng, đừng can thiệp mọi điều trong cuộc sống của đối phương. Thường xuyên chia sẻ tâm sự với nhau những điều mình còn mong mỏi, thổ lộ những bí mật vùi sâu. Mâu thuẫn nếu xảy ra thì nên giải quyết sớm, đừng để nó trở thành ung nhọt. Trong năm thì vận trần biến động khá là lớn, không nên đầu tư lâu dài. Nếu thấy có lợi là nhanh tay thu lưới, tránh để tài lộc mới vào tay đã chảy ra ngoài. Ngoài ra thì hãy sử dụng ngay vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân tị dậu sửu để hóa giải vận thế của năm 2021, tăng cường tài lộc may mắn về sau. Nam mệnh 53 tuổi gặp sao thái âm chiếu mệnh, mọi việc như ý, vận thế ổn định. Nữ mệnh 53 tuổi gặp sao thái bạch chiếu mệnh, đối với nữ mệnh mà nói thì tương đối kiêng kỵ, đi lại đặc biệt chú ý an toàn, đề phòng ăn trộm. Có mối quan hệ mật thiết giữa tài sản, công việc và mối quan hệ xã hội của bạn cần phải nắm bắt tạo ra những bước đột phá tại nơi làm việc. Khi gặp một số người thành công có thể giúp đỡ rất nhiều. Nếu bạn giữ một thái độ tận tâm và thực tế đối với công việc, có thể có được những gì xứng đáng. Vào năm 2021, có thể sẽ chi rất nhiều tiền cho việc chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm y tế. Mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 nên chăm sóc bản đời của mình có thể giúp bạn trong sự nghiệp và cuộc sống, nên chung thủy tránh những chuyện tình có thể dẫn đến kết cục nguy hại. Tình trạng thể chất sẽ trở nên tốt hơn so với năm ngoái vì có thể từ bỏ một số thói quen xấu. Bạn cần phải chú ý nhiều hơn đến việc chăm sóc mắt cho những người làm việc với máy tính nói riêng. Với may mắn tuyệt vời cho tài lộc và sự giúp đỡ, Kỷ Dậu sinh năm 1969 sẽ mở rộng mối quan hệ và tìm hiểu cách để kiếm tiền. Các ngôi sao không may mắn có thể gây cho bạn một số khó khăn trở ngại hoặc chấn thương và các hoạt động ngoài trời. Bạn nên đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe định kỳ, giảm nguy cơ mắc bệnh. Sự nghiệp của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 vào năm Tân Sửu. Mệnh chủ có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp nhờ được quý nhân giúp đỡ. Tuy nhiên thì vì khả năng cạnh tranh không mạnh mẽ nên mệnh chủ khó kiếm được ưu thế hơn người, dễ để cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Thêm vào đó thì tiểu nhân luôn rình rập bên cạnh để phá rối nên bản mệnh khó đạt được bước tiến trong sự nghiệp. Cơ hội thăng chức tăng lương gần như là nằm ngoài tầm với. Năm nay mệnh chủ cũng gặp nhiều bất lợi nếu tham gia các cuộc thi cử, bầu cử cũng như là trong các mối quan hệ xã giao với mọi người. Lời khuyên cho bản mệnh trong năm 2021 đó là không nên hành động theo cảm tính, nên giữ lý trí, suy nghĩ kỹ càng trước khi bắt tay vào làm bất cứ việc gì. Trong các mối quan hệ thì cần nhận ra và tránh xa những kẻ tiểu nhân gây hại cho sự phát triển của bản thân. Biết cách hành xử khéo léo để thân thiết với những người chính trực, đứng đắn, giữ các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Trong chuyện tình cảm thì cần có thái độ chung thủy, không nên bắt cả hai tay, khiến cho chuyện tình cảm trở nên phức tạp, rắc rối, gây ảnh hưởng đến sự nghiệp hoặc làm tổn thương bản thân cũng như người khác. Khi sự lựa chọn đầu tư thì không nên đầu tư vào ngành nghề như thủy sản, thủy lợi, tài chính hay là thực phẩm.
để cho sự nghiệp được hanh thông may mắn, xóa giải xung sát do thái tuế ảnh hưởng đến. Mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu. Đối với tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 thì sự may mắn trong sự nghiệp gắn liền với mối quan hệ vốn có của bạn. Nếu quản lý sử dụng tốt các kết nối, có thể hy vọng đạt được tiến bộ lớn trong sự nghiệp. Nếu đang kinh doanh, kết nối có thể mang lại cho bạn nhiều nguồn thu hơn. Tuy nhiên thì cần phải bảo vệ, chống lại người khác, đặc biệt là những người đang cạnh tranh với bạn. Đừng tiết lộ quá nhiều ý tưởng và kế hoạch của mình, bởi điều đó có thể bị người khác nắm bắt cơ hội. Đặc biệt, mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, trong năm Tân Sửu này cần cẩn trọng chú ý vào tháng Tân Mão, dương lịch từ ngày 13 tháng 3 năm 2021 đến ngày 11 tháng 4, tức là từ ngày 1 tháng 2 cho đến ngày 30 tháng 2 âm lịch. Đây là tháng đại kỵ với gia chủ. Vào tháng này thì các gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, thị phi không đâu ập tới. Cần tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành, có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 không nên tiến hành công việc trọng đại trong thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Tài lộc của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 vào năm Tân Sửu. Sự may mắn trong tài lộc chủ yếu nằm ở thu nhập từ công việc, miễn là bạn thực tế và tận tâm sẽ nhận được phần thưởng tương xứng và đề nghị tăng lương của bạn hy vọng sẽ được ông chủ chấp nhận. Nhưng đừng mong đợi quá nhiều từ mơ ước làm giàu chỉ sau một đêm. Đối với các dự án có rủi ro cao và lợi nhuận cao được đề xuất bởi người thân và bạn bè, nên giữ thái độ chờ xem, nếu không sẽ mất cả tiền và bạn bè. Nên mua bảo hiểm y tế hoặc là tiết kiệm trước cho các nhu cầu khẩn cấp. Tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 thì không vượng đường tài lộc trong năm 2021. Trong việc đầu tư, kinh doanh, dễ bị đối thủ giành trước cơ hội, phải chịu tổn thất, thậm chí là dễ rơi vào cảnh phá sản do tin tưởng anh em, bạn bè hoặc do cạnh tranh thất bại. Có thời điểm, bản mệnh gặp rắc rối về tài chính do hiếu thắng, thiếu suy nghĩ hoặc do hứng thú nhất thời. Vì thế mà trong điểm thời điểm này, tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 chớ nên tham gia nhiều mối đầu tư, đặc biệt là những mối đầu tư lợi nhuận cao nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Không nên hợp tác làm ăn với người khác, trong đó có cả những mối quan hệ anh em, bạn bè thân thiết. Nếu không, sẽ dẫn đến tình trạng tiền bạc thất thoát, thậm chí là phá sản. Khi làm việc cần phải suy nghĩ kỹ càng, có tâm lý đề phòng người khác, không nên tin theo ai một cách dễ dàng. Để kích hoạt tài vận của mình, hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu và mặt dây Bát Bảo Tâm Kinh để kích hoạt tài lộc, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho người sử dụng. Ngoài ra thì bản mệnh cần phải có lối sống khoa học, biết giữ mình, tránh xa chất kích thích dễ gây tổn hại đến sức khỏe và là nguồn cơn gây ra rắc rối không đáng có trong sự nghiệp. Về sức khỏe của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong năm Tân Sửu 2021, tình hình sức khỏe trong năm nay thì không mấy khả quan. Thái tuế thủy vượng khiến cho các yếu tố kim và hỏa trong ngũ hành bị yếu đi, khiến cho bản mệnh dễ mắc các bệnh về tim mạch, phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống. Hệ thống hô hấp không khỏe mạnh, bản mệnh dễ mắc phải những căn bệnh như cảm cúm, thấp khớp do sự thay đổi của thời tiết. Một số người gặp vấn đề về thận. Trong năm nay thì bản mệnh không nên nóng nảy chủ động gây thị phi mâu thuẫn với người khác. Trong các buổi liên hoan tụ tập cũng như là trong cuộc sống, cần biết giữ mình, không nên lạm dụng bia, rượu, thuốc lá hoặc có thái độ sống quá là phóng túng, gây ảnh hưởng cho sức khỏe về lâu dài. Ngoài ra thì tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 cũng nên tránh đến những nơi ẩm thấp, có nhiều sát khí nếu không muốn những yếu tố không lành mạnh ảnh hưởng đến mình. Tốt nhất, bản mệnh nên có chế độ nghỉ ngơi và làm việc hợp lý, tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động công ích, mang lại nhiều cơ hội hơn cho chính mình. Tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 sẽ có sức khỏe tốt, chịu ít nhiều rắc rối hơn năm trước. Bạn sẽ không còn uống rượu hoặc là hút thuốc quá mức. Bạn nên chăm sóc đôi mắt của mình.
Nói tóm lại, năm nay có thể là thời điểm tốt để bạn phục hồi. Mệnh chủ hãy luôn ghi nhớ, cần phải mang theo bên mình mặt dây bát bảo tâm kinh để kích hoạt tài lộc, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho người sử dụng. Về tình duyên của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 vào năm Tân Sửu. Vào năm Tân Sửu thì tuổi Kỷ Dậu đào hoa khá vượng, cho dù là nam hay nữ thì nhân duyên với người khác giới đều rất tốt đẹp. Nếu còn là người độc thân thì dễ có bước đột phá trong chuyện tình cảm, thậm chí có thể bước vào cuộc sống hôn nhân. Tuy nhiên thì tình cảm lứa đôi không phải lúc nào cũng đến với bạn một cách dễ dàng. Vì vậy mà cần phải không ngừng nhìn lại bản thân, sửa đổi những thói hư tật xấu, phát huy những điểm mạnh của chính mình. Một khi đã tìm được người ưng ý thì nên biết trân trọng, không nên kén cá chọn canh. Mặt khác, vận đào hoa vượng không phải là dấu hiệu cát lành cho những người đã lập gia đình. Vào năm Tân Sửu 2021, bản mệnh dễ phạm phải đào hoa dữ, cần đề phòng các đối tượng khác giới có ý định tiếp cận gần gũi với mình. Hãy biết giữ mình và giữ khoảng cách, tránh để chuyện tình cảm ngoài luồng gây ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân cũng như là sự nghiệp. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được quý thần tương trợ, từ đó tăng cường nhân duyên cho mệnh chủ tuổi Dậu sinh năm 1969. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu của tuổi Kỷ Dậu nam mạng, sao Thái Âm chiếu mệnh. Sao Thái Âm chủ về mọi chuyện được như ý, cầu danh lợi đều được nên đi xa gặp người trên có lợi. Phụ nữ mà gặp sao này sẽ được vui vẻ, tiền tài, hạnh phúc, đạt được ước mơ, nhưng về sinh nở thì bất lợi. Nam giới đi lại hanh thông, gặp sao này thì bạn được bạn nữ giúp đỡ rất nhiều về tiền bạc. Thái Âm là sao tốt cho nữ giới nhưng không tốt lắm đối với nam giới. Mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 nam mạng vào năm Tân Sửu sẽ gặp phải hạn Diêm Vương. Hạn Diêm Vương tốt hay xấu là tùy vào từng đối tượng. Khi gặp hạn Diêm Vương có hai đối tượng phải lo lắng vì mức độ nguy hiểm cao, đó là phụ nữ mang đầu và người bị bệnh đau yếu. Nếu không điều trị, giữ gìn có thể vong mạng về chầu Diêm Vương. Đối với những người khác khi gặp hạn này thì đây là một năm tuyệt vời. Với mọi người, nếu không mắc bệnh hoặc là được chữa trị tốt thì năm nay ăn nên làm ra, phát tài phát lộc, gia đình luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự phát tài. Sao chiếu mệnh năm 2021, Tân Sửu của tuổi Kỷ Dậu 1969 nữ mạng, sao Thái Bạch chiếu mệnh. Sao Thái Bạch chiếu mạng sẽ là hung tin, bởi vì Thái Bạch là ngôi sao mang vận xấu nhất trong các sao. Từ xưa thì dân gian ta đã có câu Thái Bạch quét sạch cửa nhà. Thái Bạch là sao xấu cần giữ gìn trong công việc kinh doanh, có tiểu nhân quấy phá, hao tán tiền của, có thể trắng tay, đề phòng quan sự. Xấu nhất đó là vào tháng 2, 5, 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu 1969 nam mạng vào năm Tân Sửu sẽ gặp phải hạn Thiên La, chủ về sức khỏe và tâm lý. Đối với sao Thiên La này, nếu vi phạm, vượt qua thì thường rắc rối đến liền, nhẹ thì mang tiếng xấu bị hiểu lầm. Xấu thì dây dưa kiện cáo và thậm chí là phải chịu các mức án xử phạt theo quy định của nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị. Người mà gặp hạn Thiên La đề phòng cảnh vợ chồng cãi nhau, ghen tuông vô cớ, khiến cho chuyện nhỏ quá lớn dẫn đến vợ chồng cha cách, ly thân, ly dị. Thế nên cả hai cần phải nhẫn nhịn, thấu hiểu nhau, như vậy mới được hạnh phúc. Tử vi chọn đời của mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Tuổi Kỷ Dậu có số được an bình, cuộc đời no đủ, về sau giàu có. Khi không gặp vận thì họ vẫn no đủ, đủ ăn đủ mặc, khỏi lo đói rách. Tâm trí họ luôn bận bịu, lo tính đủ đường. Tuổi Kỷ Dậu có số kinh doanh làm giàu, cuộc đời phải thay nhà đổi đất vài ba lần. Người có tinh thần tự lập, không nhờ vả mẹ cha, một mình lo liệu việc êm thấm đâu vào đấy. Tuổi Kỷ Dậu hậu vận khá là tốt, nếu sống từ thiện thì được hưởng thọ lâu dài. Tuổi Kỷ Dậu tài năng mưu lược, tự thân xử lý vấn đề êm đềm. Cuộc sống thì phải cạnh tranh nên thâm tâm không được thư thái. Người này thì không thích mồm mép, họ thường giúp đỡ bạn bè nhưng bạn bè không có hậu hay phản bội, tranh giành đấu đá lẫn nhau. Nam tuổi Kỷ Dậu thiên can mang chữ Kỷ, có các sao Văn Khúc, Vũ Khúc, Tham Lang, Thiên Lương và Tứ Hóa. Là người có nhiều tham vọng, nhưng cuộc sống phải đặt trên nền tảng đạo đức, sự nghiệp mới bền vững.
với can sinh chi, cuộc sống thuận buồm xuôi gió, công danh sự nghiệp dễ thành, trở nên tự mãn tự cao. Với yếu điểm này thì dẫn đến đôi lần thất bại, để từ đó mới rút ra được kinh nghiệm dè dặt trong việc làm ăn. Là người có tài nên dễ thành tự cao tự kiêu, trở thành trong giao tiếp khó làm việc lớn và dễ tạo nhiều kẻ thù, gây trở ngại lớn cho việc xây dựng sự nghiệp. Chữ tài đi với chữ tai một vần, hợp gần với cả số quý âm nên lấy đó mà làm kinh nghiệm. Tuổi trẻ có những khó khăn, từ 40 tuổi trở lên sự nghiệp khá là vững vàng nhưng vẫn còn dao động. Nếu biết làm lành, lánh dữ thì hậu vận sẽ giàu có, gia đình êm ấm, con cái nên danh. Tuổi Kỷ Dậu được Thái Dương chiếu mạng là người khôn lanh, năng động, toan tính sáng suốt, đặc biệt là với tài tiên liệu thì quý bà có khả năng làm giàu nhanh chóng, nhưng tiền của khó nắm giữ, tiền vào buổi sáng thì lại ra buổi chiều. Bản tính hiền lương, thương người, dễ bị bạn bè lợi dụng. Đối với gia đình, là người vợ, người mẹ hết lòng hy sinh cho chồng con nhưng ít xây dựng được mái ấm hạnh phúc. Nếu có con cái đồng lòng, cuộc sống nhờ con mà đỡ vất vả. Đa phần quý bà có nhiều sự tự tin, ít chịu lắng nghe lời góp ý, đường tình duyên cũng như là tài lộc gặp nhiều trắc trở, hợp tan. Càng lớn tuổi thì càng có nhiều kinh nghiệm, lòng tự ái thái quá đã mòn dần, sự nghiệp mới vững vàng, ngày càng phúc tốt, giàu sang và gia đình cũng có phần êm ấm. Sự nghiệp vẫn chưa ổn định, nhưng đời sống khá là cao, hậu vận mới thật bền vững, gia đình sự nghiệp vững bền, con cái nên danh. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc các hung nạp vận của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Kỷ Dậu trong năm 2021 này, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.